Theo thông tin xác minh ban đầu từ Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Bình Chánh nhận được tin báo có một số thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây mất an ninh trật tự tại tuyến đường thuộc khu vực ấp 3, xã Tân Nhật. Sau đó, một tổ công tác của đội gồm 10 cán bộ chiến sĩ đã xuống hiện trường xử lý vụ việc. Khi tổ công tác đến đoạn đường thuộc ấp 3, xã Tân Nhật thì phát hiện hàng chục thanh niên cùng xe máy tụ tập nẹt bô gây mất an ninh trật tự. Tổ công tác kiểm tra thì nhiều người chống đối, không chấp hành, lái xe bỏ chạy, lao xuống ruộng, bỏ xe, còn dùng đất, đá ném trả tổ công tác và chia nhau bỏ chạy thành nhiều hướng. Lúc này, hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đuổi theo, khống chế và yêu cầu nhiều người ngồi xuống đất. Nhưng những người này văng tục, có lời nói xúc phạm, thách thức hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông. Do không kiềm chế được bản thân, một cảnh sát giao thông nắm cổ áo, lôi, tát và đưa một thanh niên về chỗ tập kết. Một cảnh sát giao thông khác dùng chân đạp một thanh niên. Sau đó, tổ công tác đưa 14 thanh thiếu niên, 11 xe máy bàn giao cho công an xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh tiếp tục xử lý. Đây là nhóm người thường xuyên tụ tập tổ chức đua xe trái phép, thường xuyên sử dụng mạng xã hội YouTube có tên Sân chơi Bình Chánh để lan truyền thông tin, hình ảnh nhằm kích động đua xe trái phép. Hiện công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Riêng hành động thiếu kiềm chế của hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông, công an huyện Bình Chánh cũng đang làm rõ để có hướng xử lý.